Xưởng đồ gỗ Dọa Gốc Phạm Giang xin chào các bạn. Hôm nay là ngày đầu xuân năm Kỷ Hợi 2019. Tôi xin giới thiệu những bộ sản phẩm mới dựng mộc xong. Những bộ sản phẩm được dựng mộc xong để trả khách hàng, những khách đặt từ trong Tết và ăn Tết xong là họ lên nhà mới. Nên là chúng tôi dựng mộc xong để trả hàng sớm. Đây là xin giới thiệu với cả nhà. Đây là một bộ bàn ghế tay 14 mẫu Nghê Phượng, hàng đặc của anh Long ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu Nghê Phượng tay 14 làm từ gỗ hương đá đỏ, một loại gỗ quý hiếm được nhập khẩu trực tiếp từ Nam Phi. Yêu cầu là gỗ có cứng và vân gỗ đẹp. Thì mình giải thích một chút tại sao này gọi là gỗ hương đá đỏ. Thì gỗ này rất là cứng và vân gỗ thì lại đẹp và nhiều vân, giống như là đá cứng thì chắc là thua đá tí thôi, nhưng mà vân gỗ xẻ ra rất là đẹp, này màu hơi hồng hồng và đỏ. Đây các bạn nhìn rất là một cái ván gỗ rất là đẹp, nên là sao mọi người lại gọi là hương đá đỏ. Một miếng nhỏ, chi tiết nhỏ này thôi nhưng mà rất là nhiều vân, mà hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên, không hề có tác động của con người cả. Vẽ vân, tạo vân thì không có một tí nào cả. Xưởng nhà mình cam kết là nếu mà các bạn phát hiện xưởng nhà mình vẽ vân, tạo vân hoặc là dùng gỗ không đúng chủng loại gỗ, xưởng mình xin tặng đồ luôn. Các bạn nhìn chi tiết nhỏ này thôi nhưng vân gỗ rất là đẹp, nên là gọi là gỗ hương đá. Gỗ thì chất gỗ rất là cứng và vân gỗ thì đẹp. Tổng thể bộ Nghê Phượng cột 14 anh đặt là bộ 6 món, 4 ghế đơn, 1 bàn và 1 đoạn. Tổng thể để mình xin đi chi tiết từng sản phẩm của bộ đồ. Đầu tiên là chiếc bàn. Đây là một chiếc bàn rất là to. Bạn có thể xem là đây là chiếc bàn rất là to. Chiếc bàn lớn này có kích thước là chiều rộng là 1m15, chiều dài là 1m73, chiều cao là 58cm. Bàn rất là lớn. Mặt bàn thì là đục tứ linh, long, lân, quy, phượng. Đây là tứ linh, bốn thần vật trong truyền thuyết. Đây là hàng mộc nên là mình chưa sơn BU nên là nhìn chưa nổi hết. Nhưng đây các bạn nhìn qua, nhìn kỹ có thể thấy vân gỗ rất là đẹp. Nhìn kỹ sẽ thấy là vân gỗ rất là đẹp. Thì thời tiết là mình đang quay này, hiện tại là trời đang âm u nên là không được sáng lắm, chất lượng chưa được tốt, các bạn thông cảm. Yếm bàn dày 3 phân chạy bao quanh, đục hoa lá tây bao quanh. Và đặc biệt là chân bàn, nhà mình là chân liền không chấp ghép hàng đặc. Yêu cầu là hàng chân liền không chấp ghép, hàng nhà mình yên tâm là không bao giờ chấp ghép chân. Như một số đơn vị là có thể là tiết kiệm chi phí lựa gỗ rồi chấp ghép chân để giảm giá thành chi phí đi. Đấy, chân gỗ nhà mình cũng lựa gỗ rất là đẹp, có vân gỗ đẹp này. Đấy, các bạn nhìn thấy là vân gỗ rất là đẹp, chân không hề chấp, tất cả các chân nhà mình đều không chấp. Đấy,
bàn luôn ngăn kéo, bàn có cả ngăn kéo. Đây mình sẽ lấy ngăn kéo. Đây là chiếc ngăn kéo. Đây. À, mình làm dây là dây gỗ luôn. Đây là ngăn kéo. À, ngăn kéo nhà mình cũng là bán một tấm, xương rất là dày. Đây các bạn nhìn chi tiết ngăn kéo nhà mình xương rất là dày. Hàng mộng mạnh, đầy đủ. Chứ không phải là hàng bắn binh tù tù vô vậy. Đặc biệt là cái ván này là ván một tấm, không hề chấp ghép nhiều đơn vị nào, ghép đôi ghép ba, tận dụng gỗ. Đây xương nhà mình các bạn nhìn mình làm rất cẩn thận. Đây. Ngăn kéo. Bàn đôn ngăn kéo. Làm rất là cẩn thận. Đây là hàng mộc đã thế rồi. Chưa tính hoàn thiện. Hoàn thiện là mình sẽ làm kỹ hơn. Đó, tiếp theo mình xin giới thiệu chiếc ghế đơn. Đây là chiếc ghế đơn. Các bạn nhìn tổng thể chiếc ghế đơn này rất là bệ vệ. To. Bệ vệ. Chiếc ghế đơn này có đặc điểm này. Cái cột quan trọng nhất của một chiếc ghế đơn hoặc là ghế đoàn đó là cái chiếc cột và cái tay, là những cái đập vào mắt của khách đến chơi nhà, ta nhìn thẳng vào cái cột, người ta sẽ sờ cái cột. Ví dụ như cột mà dính tâm hoặc dính ruột dập ở lứt ở đây thì rất là xấu, nên là cột nhà mình lựa chọn luôn là cột không tâm không ruột, đặc biệt là không có tí rác này. Cột nhà mình đấy, các bạn nhìn cột là lì tít, không tâm không ruột, không bám rác, vân gỗ thì đảm bảo cuộn cuộn luôn, toàn bộ là gân gỗ tự nhiên. Đây là chiếc cột. Cái này là sự khác biệt của xưởng nhà mình và nhiều xưởng khác. Này, đây là tay nghe. Tay nghe là đục nguyên con. Các bạn nhìn thấy tay nghe là đục rất là cẩn thận, tinh xảo. Đây là đục hoàn toàn, đục bằng tay 100%, không hề đục máy một tí nào. Nếu đục máy thì chi tiết nó sẽ không được sắc nét và có hồn như là đục tay, và chi phí đục máy cũng rẻ, đục tay rất nhiều. Đây là đục tay, nhà mình chưa tỉa gót lại, chỉ là rác thôi, rực mộc xong lại như này này. Và đặc biệt chiếc cột rất là đẹp, có độ cong vừa phải. Và đây là cái vách, vách tựa. Vách này có khuôn tranh là dày 7 phân. 7 phân đấy là đã làm xong đã 7 phân. Còn thực tế nếu để làm được như này thì cái vách này nó phải dày là 9 phân. 9 phân rộng, xong tỉa tót đi nó chỉ còn 7 phân. Bo tròn, đây là đường bo tròn 7 phân. Vách ván này là dày 3 phân, rất là dày, mà là một tấm luôn. Cái ván này là một tấm, nhà mình làm này là hàng một tấm hết, không chấp ghép. Đấy, rất là dày. Vách dưới là 7 phân, các bạn nhìn dung 7 phân là rất là dày. Hàng thường 4 phân dày, ở đây là 7 phân. Đây là chương nghe. Cái chương này dày 12 phân, động. Con ghê này là liền, nó to, liền, đục, rất là tinh xảo. Đấy, ghê là liền. Các bạn thấy đấy, tất cả cột nhà mình lựa chọn đều là không tâm, không dục. Lý tích, xỉ đét luôn. Cái tâm một điều, rằng hàng nhà mình chọn lựa đều là bọc xỉ, bọc lõi luôn. Các bạn chiêm ngưỡng lại tổng thể của chiếc ghế đơn này. Nó to quá. Từ từ đại bố con này. Ghế đơn này thước là rộng 98, sâu 72 và cao là 1m56, đây cao đến đỉnh 1m56. Đây, rộng là 98 tới 1m.
nó phủ vỉ hơn 1 mét. Đây mình tính từ mép này, từ mép mép này đến mép này là 98, còn từ mép này đến mép trong này là 72. Nhưng mà nếu tính phủ vỉ từ chương này đến chương này là phải hơn 1 mét. Nó khuỳnh của cái ghế rất là to. Đây là chiếc ghế đơn này, thứ hai đấy, cột nào cũng không tâm không dụng. Yếm thì dày 3 phân, đục gió nước, hoa lan tây. Đấy, các bạn thấy đồ án rất đẹp. À, nhà mình, các bạn yên tâm là nhà mình chọn lọc gỗ từ khi xẻ gỗ và mua gỗ đó phải chọn lọc rồi. Khác biệt so với hàng chợ, tại sao giá hàng nhà mình luôn luôn nhiều bạn thắc mắc giá nhà mình cao hơn giá nhà khác, nhưng mà khi các bạn về xem mộc và các bạn kiểm tra thực tế, các bạn sẽ thấy là gỗ nhà mình rất là đều và chọn lọc kỹ càng hơn những đơn vị khác. Đó là chăm nghe không bằng mắt thấy. Các bạn cứ đến đây xem đi, mình đảm bảo các bạn sẽ không mất công và thấy tiếc nuối khi đã đến đây xem hàng. Đây là mặt cổ phủ được rất là dữ liền. Này, mời các bạn chiêm ngưỡng, các bạn sẽ nhìn kỹ cho thấy đây là mặt hổ phù này là hàng liền. Mặt hổ phù này nó là một cái khối liền rất là dày. Tất cả cái này là khối liền. Để làm được như này thì nhà mình phải xẻ gỗ một gỗ vuông này. Nó dày đến 20 phân cả một khúc gỗ này. Cái này chương này đã dày 10 phân rồi, cộng như cái này nó phải dày đến 20 phân để đục ra được mặt hổ phù liền này. Đây là một điều ít cơ sở nào làm như mình. Các cơ sở thường chỗ này là gắn một miếng ngoài vào, nhưng nhà mình là làm cái này, đặc biệt là cái này nhà mình làm liền, đục tay 100%. Tất cả mặt hổ phù này đục tay 100% và là hàng liền, không ghép, không chấp. Các bạn nhìn thấy. Mình giới thiệu tiếp, đây là cái mặt hổ phù của gỗ nghê tay 14 này. Nhà mình hàng nhà mình rất đặc biệt, đó là mặt nghê này là không hề ghép, đây là hàng liền khối luôn, khác biệt so với những cơ sở còn lại. Yếm cái vách này thì là dày 7 phân, rất là dày này, cực kỳ dày các bạn nghe, rất chi là dày. Hổ phù thì liền, ghế rộng 1 mét, sâu 72, cao 1m58. Cột này các bạn nhìn, cột không tâm không ruột luôn, rất là đẹp, tỉ tít, tay thì đẹp, tay đục họ đục nghề nghề chảo rất là chất. Yếm thì vén cong này. Đây là bạn nhìn yếm vén cong mềm rất là cong, không phải yếm thẳng thì dễ làm hơn, giá trị không bằng yếm cong thì giá trị hơn rất nhiều. Đấy, vách dày, gỗ đằng sau cũng đẹp. Đây mình giới thiệu luôn ở đằng sau, mình không giấu gì cả, các bạn thấy là đằng sau đằng trước gỗ rất là đẹp, hàng rất là dày. Tâm không ruột không bám rác, cột là xì đét. Đấy, cột thì xì đét luôn. Đấy, tiếp theo mình xin giới thiệu đến chiếc đoạn. Các bạn tổng thể chiếc đoạn, đoạn của bộ Như Phượng, dài 2m3, sâu 72, cao 1m58. Yếm là 3 phân vén cong. Đấy, yếm vén cong lại các bạn, nên nó vén cong cong này. Yếm tiền cong. Được. Hoa lá tây này. Đấy, rất là chất, khác biệt so với hàng phổ thông. Vách dày 7 phân, rất là dày. Vách dày 7 phân, đục nghê,
đây vòn cầu phân tích đây vòn cầu này. Một điểm đặc biệt với hàng nhà mình chính là cái mặt họ phù này là không chấp ghép, đây là mặt liền với khối này luôn. Đây là một sự khác biệt và rất là lớn so với những cơ sở còn lại. Trương là liền khối này. Phượng nghề phượng hóa nghề đấy, rất là chất. Nhìn thấy chi tiết của phượng cầu kỳ vẩy ra vậy, đục rất là sắc nét, gỗ thì đều, đặc biệt là cái này là không chấp ghép, nó là liền thì gỗ phải dày hơn rất nhiều, gấp đôi lên. Còn điều đơn vị là ghép cái nghề này bắn vào đóng vào thế thì nó rất là bình thường. Đây là hàng mộc, hàng chưa xuyên BU gì cả, quán một miếng là vân gỗ. Các bạn quan tâm đến sản phẩm tương tự như này có thể liên hệ với xưởng mình theo số điện thoại hiện trên màn hình 0972971555. Xưởng nhà mình sản xuất theo yêu cầu và làm cách lẻ cũng có, cách đặt theo yêu cầu nhà mình nhận sản xuất và giao hàng toàn quốc. Và các bạn chiêm ngưỡng tổng thể lại bộ ghế. Đây là chiếc ghế đơn. Tổng thể bộ ghế. Các bạn cần tư vấn về gỗ, còn đồ gỗ nội thất, thiết kế nội thất cho gia đình cứ liên hệ với xưởng mình làm cả gỗ công nghiệp và gỗ thịt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video giới thiệu sản phẩm của xưởng mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo.